Chào mừng mọi người đến với kênh Tô Mộc. Mình hôm nay mình sẽ cùng bức tranh một ông vua trong phim hình nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình Tô Mộc bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Tô Mộc. Mình sẽ cùng với mọi người chia sẻ câu chuyện này với các bạn để chào mừng. Đói quá. Lúc nào chị cũng cảm thấy đói. Mặc dù chưa chỉ đang ăn cơm bạn lấu. Có wifi đi mà trời ơi, nặng máy quá. Thế thì mai chị phải đi sang đây để truyền video về mới quay được tiếp. Hết cứu rồi. Máy em lưu được nhiều quá vậy. 256 GB. Chắc phải lưu được mấy trăm cái, mấy nghìn cái. Chị Thảo cũng đang quay Tô Mộc. Yes. Thế bạn nhắn trong tin nhóm sẽ biết để xem ra đọc xem. Và đây là bức tranh mình vừa Tô Mộc xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.